Chào mừng quý anh chị đến kênh Bonsai Úc Vũ, cây linh chuyên về cây linh sam giống. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 10, thì bên em về khoảng 1.500.000 á, hơn 1.500.000 nhánh linh sam 86. Thì còn linh sam siêu bông á, thì bên em cũng đang tiến hành vô. Thì thường á, thì mình nói với số anh chị mình chưa từng mua cây linh sam ở chỗ này. Khi mà mình nhánh thì bên em về là không có để lâu được. Như là linh sam siêu bông này thì bây giờ là chỉ bán những anh em ở gần thôi, tại vì về về một ngày trước. Thì thường là chất tòng thì xưa dừa vỏ tấu có cát thì bỏ vô đây, xưa dừa tấu sống nha. Anh em ở miền Bắc thì thường xuyên là bỏ phân phân bò, thì có hỏi em thì em cũng xin tư vấn luôn là sơ dừa vỏ tấu và không có bỏ phân bò gì hết. Còn nếu mà anh chị em mình ở miền Bắc không có sơ dừa này thì mình có thể thế bằng than tổ ong và cát xây dựng. Đất thì anh chị mình để ít thôi, lý do là khi mà mình vô bầu á thì đất nó dễ bị lèn, có khi tưới nó không có ăn. Còn cây thì anh chị mình có thể để ngoài nắng trực tiếp được. Chị trong Nam em làm như vậy ha, sơ dừa giả tấu rồi vô bầu đem ngoài nắng luôn. Thì đối với linh sam siêu bông thì cái này là 2 ngày rồi thì mình nó sẽ rụng lá và nó ra lá mới, mà cây như vậy là rất là đẹp. Đây bên em nhổ ra vô bầu ha. Đây đó, con số này là chưa có lọc bầu ra. Thì cái cọng mà đỏ đỏ trong đây là quấn cốt, thì anh chị mình đừng có nhổ ra nha anh chị mình ha. Thì cái này mình chỉ cho những người mà bạn chưa có biết hoặc là đã biết rồi thì tham khảo. Là linh sam siêu bông thì mình cắt khoảng 2 gang để khi mà vô bầu nó không ngã đổ và tạo hình, khi mà nó lên lá lại thì nó mới đẹp, còn để dài quá thì nó mất sức. Đây nhánh 86 mà hôm nay cốt lại cầm giùm con cốt. Thì anh chị em mình mua thì cũng giá là 10.000 một nhánh, bên em đơn hàng 50 nhánh bao ship, tranh thủ đợt này cũng như là đợt cuối cùng nha. Đó nhánh rất là đẹp, nó bự cũng như bằng siêu bông, có khi bự hơn đó. Đây nó nhánh nó dài lắm, thì cũng vậy luôn, cũng con ngắn lại đó, đưa ngang vậy đó, cầm cầm đây đây, hốt đóng dưới đây thử coi cốt đó, đưa ngang nha, đưa ngang đó, thấy không, dài lắm. Không, nó chụp mấy màn hình luôn rồi. Nhánh bự lắm, bằng ngón tay của Vũ nè, có nhánh bự hơn anh chị mình thấy. Mình tranh thủ thì có nhánh nhỏ nhất trung bình nhỏ là nhánh này, cũng cũng bự luôn, còn mấy cái kia anh chị em mình thấy nó bự hơn 8-10 không. Thì cái linh sam 86 này thì cái nguồn nó bên em là đợt này hầu như là có thể đứt hàng luôn. Đứt hàng có nghĩa là không về lõi nhánh nữa. Thì qua ngày hôm nay bên em sẽ tiến hành vô bầu như linh sam siêu bông. Thì cái lõi nhánh này anh chị em mình không thể nào mà có thể mà mua một loại mà nhiều loại được. Ví dụ anh chị em mình bữa nay thì mình mua linh sam 86, còn muốn mua siêu bông thì có thể mua loại bầu 86. Thì sắp tới là nó còn loại bầu không, tại vì cái nguồn hàng linh sam 86 hết rồi. Đây là loại bầu, là bầu như thế này đây, bên em nuôi khoảng 1-2 tháng nữa mới bán cho anh chị mình được. Ở 86 siêu bông nè, siêu bông thì mình sẽ nhổ ra ha. Thì siêu bông 10.000 anh chị mình nuôi trong bầu, tiền công mà vô sọt như vậy cũng 2.000 rồi, tiền công trong sọt cũng 2.000 rễ nè, tiền công sọt 2.000 rồi nuôi 3 tháng thì mỗi tháng lên 1.000 đồng, là 15, ship đi 17, còn bán tại vườn thì 15. Còn cho lái thì anh chị em mình mua số lượng ngàn thì mình sẽ bán giá rẻ hơn. Khi mới vô bầu nó sẽ vàng vàng như thế này đây. Nhưng mà hứa với anh chị mình trong vòng 10 ngày là cái lô này nó ra bông và ra lá lại luôn. Thì có coi những cái video những cái ngày lần sau thì anh chị mình em thấy. Còn 86 thì mình vô nay mấy ngày nó cũng vàng vàng, không sao hết. Đó
Còn linh sâm siêu bông thì do mình có lô này nó nhỏ nó dài ha, ở gần mà mua những cái cây này trồng là mau lắm nè. Hả? Có lô này thì giá của nó là 17.000 một cây. Anh chị em mình mua đơn hàng dưới 50 cây thì có thể cộng từ 5 tới 60.000 tiền phí. Tức là mua lẻ, thí dụ như mua linh sam 86. Ví dụ như bữa nay là về linh sam 86 nhánh thì anh chị em mình có thể mua siêu bông nè, tắng hay màu, lợi bầu để cho có đơn hàng, chứ chứ mình mua xen kẽ mà loại nhánh ít khi nào mà về một lượt ba loại nhanh thì mình ha. Còn chất trồng thì nó rất đơn giản, ở miền Tây thì ai cũng biết rồi, nhưng mà số anh chị em mình chưa có từng vô là coi nhỏ 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 cái cây nó lên, coi cái rễ này nè, đây 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 nè, anh chị em thấy không, cái rễ đẹp ghê không. Những cái cây kia cũng vậy, vô sơ dừa vỏ tấu vô gì rồi đem ra nắng luôn. Cây linh sam 86 rất là đẹp nha. Và còn tắng hay màu, tắng hay màu này thì lý do mà còn nhiêu đây thì cũng có một số bạn đặt á. Đặt rồi rút ruột rồi thì người ta sợ chết, nhưng mà rồi rút ruột thôi để lại. Thì linh sam tắng hay màu nhánh như gì cũng đạt, nhưng mà linh sam mà trồng không sống thì trồng cái gì cũng khó ha. Thì cái loại từ tắng hay màu siêu bông tới lên là dễ, 86 thì hơi khó, nhưng mà 86 nó đổ lá nha. Anh chị em mình ưu tiên những tỉnh miền Tây ha. Siêu bông này thì mình để đây, anh chị em ở gần thì mình lại mình bán, tại vì cái cây này cũng 1-2 ngày nha. Mình nhắc lại ha, cây đẹp quá. Cái đặc điểm của linh sam siêu bông thì lá nó như cái có cái gì cắn ngang ha. Rồi mình xin kết thúc cái thông báo tại đây. Những cái bầu mà cặp hàng gạo này là bầu linh sam tắng hay màu, từ bên tụi em vừa chiết hôm qua, vừa chiết cành luôn đó. Thì nhánh thì quy cách nhánh thì anh chị em mình cỡ gì là nó bự rồi, chứ không thể nào mà xuống nữa, xuống nữa thì nó còn cái gốc không à. Đó thì quy cách là như thế này đây. Rồi mình kết thúc video tại đây ha. Anh chị em mình đặt hàng qua số điện thoại 0987 557 550. Con sáo vũ chuẩn bị cũng về mai chiếu thủy nè, tan đỏ ha, bên kia.